Hi, chào các bạn. Chương trình review sản phẩm tại đồ đá banh .com.vn lại tiếp tục. Ngày hôm nay mình xin gửi đến các bạn mẫu áo bóng đá mới nhất 2015-2016 của đội bóng Atletico Madrid. Mẫu áo này được thiết kế theo hai tông màu chủ đạo, đó là màu đỏ và màu trắng. Phong cách thiết kế ở mặt trước thì gồm có 5 sọc đỏ và kết hợp với 4 sọc trắng. Các bạn có thể quan sát gồm có 5 sọc đỏ và 4 sọc trắng. Nhà tài trợ cũ của Atletico là AZD đã không còn tài trợ nữa, mà thay vào đó là một nhà tài trợ giao dịch online Blood 500, nhà tài trợ mới của Atletico. Và đây là phần logo của Atletico. Logo này được dệt kim nhìn rất là sắc nét, đúng không ạ? Và các bạn có thể quan sát cái phần logo nó cũng được thiết kế theo gồm có 4 sọc đỏ bên trong và 4 sọc trắng xen kẽ. Bên trong này là có một chú gấu và một cái cây gồm có những hoa quả. Mục đích thì muốn nói đến sự khao khát chiến thắng và sự gặt hái những thành quả lao động của đội bóng. Bên ngoài thì sẽ có những cái ngôi sao nói lên sự những cầu thủ bóng đá sẽ tỏa sáng trên sân bóng. Phần cổ của áo thì được thiết kế theo cổ trái tim. Phía sau sẽ đánh theo viền màu xanh và phía trước là viền màu đỏ. Thì mình nói sơ qua được các bạn nắm. Nhiều bạn mặc những màu áo bóng đá nhưng mà các bạn vẫn không hiểu được những cái thiết kế như vậy là như thế nào, có ý nghĩa gì. Thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn có thể là nắm rõ hơn về màu áo của đội bóng mà mình yêu thích. Và cái này là vừa phần mặt sau của áo. Mặt sau của áo thì tông màu chủ đạo là màu đỏ. Và đây là phong số mà bên mình vừa mới in xong cho khách hàng của bên mình, là phong số Arsenal mới nhất 2015-2016. Phong số này là theo yêu cầu của khách thì mình in phong này. Thì hiện tại phong số này rất là ưa chuộng. Các đội bóng thường chọn những phong này để làm cho đội bóng của mình. Thì những tin tức cập nhật về phong số mới nhất thì các bạn có thể là vào website đồ đá banh .com.vn, vào phần chuyên mục phong in số bóng đá thì các bạn sẽ thấy những phong số rất là đẹp, và các bạn hãy chọn cho mình những phong số mới nhất và đẹp nhất cho đội bóng của mình nhé. Rồi thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn sức khỏe. Thank you.